Vừa trở về từ Ấn Độ sau chương trình xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai, Việt Nam và Ấn Độ, nhiều doanh nghiệp của Đồng Nai đã có mặt ở Hà Nội để tham dự một sự kiện xúc tiến thương mại và giao thương khác do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, cạnh tranh mạnh mẽ như hiện nay, xúc tiến thương mại là cơ hội để các doanh nghiệp nắm bắt, tìm hiểu thị hiếu của người tiêu dùng, quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa, kết nối với các đối tác trong và ngoài nước. Tính hôm nay, Ủy ban vừa rồi có hỗ trợ cho các doanh nghiệp đi xúc tiến Ấn Độ diễn ra rất là thành công. Thì bên Ấn Độ cũng rất là chào đón các sản phẩm của đơn vị Đồng Nai, là gồm có sầu riêng và chôm chôm và các loại sản phẩm sấy được kết nối. Và trong tháng 10 này, thì bên Ấn Độ họ sẽ qua kết nối với tỉnh Đồng Nai. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 8 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản ước đạt gần 60 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt hơn 33 tỷ đô la Mỹ, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, một số nhóm mặt hàng vẫn có giá trị xuất khẩu tăng, trong đó nông sản đạt gần 17 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,5%. Các chuyên gia và doanh nghiệp nhận định, tiềm năng xuất khẩu nông sản của Việt Nam vẫn còn rất lớn. Xúc tiến thương mại là giải pháp quan trọng, hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển. Các sản phẩm nông nghiệp hiện nay của Hậu Giang đang phát triển theo cái hướng mới, đó là phải làm trồng theo cái hướng hữu cơ và truy xuất nguồn gốc để mà khách hàng tin tưởng, và cái cơ sở vững chắc để mà hòa nhập với cái kinh tế thế giới là phát triển ra cái thị trường quốc tế. Các chủ thể đang rất quan tâm tới các cái quy trình sản xuất tiên tiến, ví dụ như là HACCP, ví dụ như là Việt Gáp, Lê Banh Gáp, rồi ISO vân vân. Đối với doanh nghiệp và các cái chủ thể thì chúng ta phải quan tâm đến công tác xúc tiến thương mại và dành cái sự ưu tiên nhất định về nhân lực cũng như về cái nguồn lực kinh phí để mà dành cho cái hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. Có như thế thì mới tạo cái cơ hội tốt để mà cái sản phẩm của mình được nhiều người biết hơn, đến được với nhiều cái đối tượng khách hàng hơn, và đặc biệt là cái công tác mà chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại thì các cái doanh nghiệp cần phải quan tâm và có cái đầu tư đúng mức. Dự báo trong thời gian tới, kinh tế thế giới và trong nước sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, công tác xúc tiến thương mại, giao thương càng phải được đẩy mạnh nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế.